cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Loan Chi, sinh năm 1991, trú ở phường Phú Thủy thành phố Phan Thiết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Quyết định này được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo cơ quan chức năng, bị can Chi là chủ hụi tham gia đường dây hụi lớn với nhiều người chơi. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10 năm nay, đối tượng này bất ngờ tuyên bố vỡ hụi và rời khỏi địa phương, gây thiệt hại đến 17,5 tỷ đồng, khiến hàng chục hụi viên rất bức xúc, tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau một thời gian ngắn vào cuộc tìm hiểu, điều tra xác minh, Công an thành phố Phan Thiết đã xử lý nghiêm vụ việc này theo quy định của pháp luật, nhằm phòng ngừa răn đe các trường hợp vi phạm tương tự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.